Hello, xin chào cả nhà. Hôm nay mình sẽ nấu món ba cu tê nha. Ba cu tê tiếng đó là tiếng Mã đó mọi người. Còn tiếng Hoa mình kêu là rô cù xạ nha. Đó, hôm nay thì mình sẽ nấu với cái bịch thuốc này nè. Bịch thuốc này mình có thêm nửa củ tỏi nữa. Từ trong bịch thuốc này mình thấy nó có rất là nhiều thuốc bắc rồi đó mọi người, nên mình chỉ lấy nửa củ tỏi thôi. Đó, còn này là thịt ba rọi mình đóng. Mình bỏ đông đá đó mọi người, thịt ba rọi nè, mình còn thịt ba rọi lục trong tủ lạnh, giờ còn cái gì mình nấu đó. À, sườn nè mọi người, sườn cộng nè, rồi cái này là bao tử heo. Thì mấy cái món này là nấu ba cô tê là thôi rồi luôn, ngon nhất nách luôn mọi người. Còn thiếu một cái nữa đó là lòng heo á mọi người, có lòng heo càng ngon nữa nha. Nhưng mà mình không có lòng heo, mình có ba loại này mình nấu vẫn được nha. Bây giờ mình đi rã đông mấy cái loại thịt này xong cái. Mấy cái này thì mình mua về mình cũng rửa sạch rồi đó mọi người. Mình rửa sạch rồi mới bỏ vô ngăn đá. Thịt mình rã đông xong rồi đó, bây giờ mình trụng sơ nước nóng nha mọi người. Để mình bỏ trong tủ lạnh á, mình rửa sạch rồi nhưng mà mình cũng phải trụng sơ nước nóng cho nó không có mùi á. Thịt ba rọi nè. Cái nước này thì mình có bỏ mấy phần hành với thêm một chút xíu muối. Mấy cục sườn này mình cắt ra rồi nè. Mình chân khoảng 3 phút là mình vớt ra được rồi nha. Mình vớt ra mình bỏ trong tô nước lạnh đó mọi người. Mình vớt ra mình bỏ trong nước lạnh, mình rửa sạch lại lần nữa. Giờ thì mình cắt một miếng nước. Mình cho nửa củ tỏi nè. Nửa củ tỏi mình rửa sạch rồi nha mọi người. Bây giờ mình xé cái này mình bỏ vô. Dùng cho thêm 5 cái nấm hương nữa nha. Bây giờ nó thịt đồ nó mềm đó rồi mọi người. Mình vớt thịt ra nha. Mình nghĩ là cái bao tử nó để trong đây cho nó mềm xíu nữa đi. Mình chỉ rớt cái thịt ba rọi ra thôi. Bao tử thì nó chưa được mềm mấy, mình để mình nấu tiếp đi. Với cái sườn á mọi người, nó cũng chưa mềm mấy, mình để cho nó lục xíu nữa. Bây giờ thì mình nêm cái nước luôn nha mọi người. Mình cho
hai muỗng nước tương. Này nước tương của bên đây á mọi người, nước tương bên đây thì nó hơi ngọt hơn của Việt Nam mình chút xíu, với lại cái như mình thấy nó đặc hơn của Việt Nam mình xíu. Mình cho thêm một muỗng đường, thêm muối, xíu hạt nêm. Mình thử coi nó vừa chưa nha. Mình cho thêm một xíu đường nữa là được rồi. Thì mình ăn với cải thảo tí hon á mọi người. Cái này thì thường thì người ta ăn chung với đậu hũ kia hoặc là nấm kim châm, hoặc là nấm gì cũng được hết. Nhà mình giờ thì không còn nấm nữa, chỉ còn cải thảo nhỏ, nhưng mà mình vẫn ăn được nha. Chúng mình thích ăn cái đó, rau gì thì mình cứ bỏ rau đó thôi. Vô ít ít vô cái mình múc ra giống như ăn lẩu vậy á mọi người. Thịt nó chín hết rồi mọi người nên mình vớt ra hết luôn. Mình vớt cái cục sườn mình bỏ đây, xong rồi mình đi sắc cái bao tử mọi người. Bây giờ mình sắc bao tử nha. Bây giờ thì Nhung lược lại cái nước súp đó nè. Mình chỉ lấy lại củ tỏi với nấm hương thôi nha. Còn mấy cái loại mà cây thuốc khác á thì mình bỏ hết luôn nha. Lược xong rồi thì mình bắt lên bếp nấu cho nó sôi lại lần nữa. Bây giờ thì mình lấy một cái nồi đất nè, mình cho bao tử vô, xong rồi cho mấy hai cục sườn, thêm mấy miếng thịt ba rọi nữa. Đó. Cái mình bỏ vô mấy lá cải thảo á mọi người. Bỏ vô mấy lá cải thảo. Xong rồi bây giờ mình chế cái nước súp vô nha. Chế nước súp vô rồi đó, thì mình cho thêm một ít hành lá vô nữa nha. Đây là phần ăn của Nhung buổi sáng đó mọi người. Phần này mà mua ở ngoài là không có rẻ đâu nha. Món này thì chấm với nước tương nha. Mà người ta thích nhất là sẽ có tỏi nhiều, nước tương bên đây thì nó sệt, nó hơi ngọt xíu. Bây giờ thì mời mọi người thưởng thức món ba cô tê của Nhung nấu hôm nay nha. Đây là lần đầu tiên Nhung nấu luôn á mọi người. Ăn thì nhiều rồi nhưng đây là lần đầu tiên Nhung nấu luôn. Giờ thì mọi người ăn cơm chung với Nhung nha.